mọi thứ này rất là lạ. Mình không có sống trong một cái hoàn cảnh xã hội bình thường, mình không được gặp bạn bè nhiều như xưa, mình không có những cái sự tiếp xúc với con người nhiều như xưa. Cái chuyện đó làm cho em cảm giác như là thời gian đang chững lại. Em ý rằng là video là một cái format mà nó có thể làm quá khứ tiếp diễn, em nghĩ vậy. Và em nghĩ rằng là làm cái video này cũng giống như là làm cho quá khứ chạy tiếp bằng một cách rất là em chỉ biết tin về có 4 ngày trước chuyến bay và chỉ được mang có 2 cái vali về thôi, siêu rối luôn, căng thẳng, và có rất là nhiều thứ phải lo. Trời đợt đó em nổi quá nha, mụn, em kiểu nổi nhiều mụn lắm luôn. Thì lúc này em chụp ở sân bay, thằng Trung chụp cho em, cũng là thằng Trung chụp năm ngoái ở không, về DC lúc này em chụp ở sân bay thằng. Đây là hạ cánh ở Cam Ranh, bay một chuyến liên tục từ DC tới Cam Ranh, chỉ dừng lại tiếp nhiên liệu ở Atlanta thôi. Nhìn mà bị sốc á, thứ nhất đây là Ninh Sim, và thật ra là em lớn hơn vài năm ở Nha Trang. Ninh Sim cách Nha Trang có một xíu thôi, Ninh Sim là một là ban đêm với ban ngày so với Nha Trang thôi. Ninh Sim nó vắng lắm. Đi em kiểu má thiệt sự nhớ toàn bộ với lại ruộng với đất trống thôi. Em thậm chí em còn không biết nó là ở đâu và cái tỉnh gì mà tên kiểu Ninh Xuyên. Ngày 26 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 15.152 ca mắc Covid-19. Số ca bệnh đã được điều trị khỏi là 5.949 ca. Đã có hàng ngàn người tập trung tại nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh để tiêm vaccine ngừa Covid-19. Hè anh, bây giờ là tháng cuối tháng 6, đầu tháng 7 là đỉnh điểm nóng. Mà đây là vùng biển nữa, nó nóng mà người ta ngủ không, hoặc là người ta cọc không nữa. Kiểu mọi người cọc lắm luôn, sau này mọi người quen rồi, nhưng mà mấy cái này nữa. Và sau đó là rất là nhiều côn trùng. Mấy ngày đầu em nghĩ em lừa mắt màng lắm. Hồi xưa ở dưới, ở quê, ở về nhà bà ngoại ngủ một cái không mà phải hai mắt mùng á, em lười lắm, nhét nhét nó vô cái chiếu nữa chịu không có nổi. Lúc tức là em cũng không có quá là sốc là sẽ phải ngủ mùng ngủ chiếu này kia, tại vì đây là trại quân đội mà. Nhưng mà lúc tới thì cũng có nhiều cái kiểu đơn giản là cơ thể của em nó phản ứng, nó vàng bị dị ứng, xong mũi đốt rất là nhiều, xong rồi ngủ rất là nhiều. 8 giờ em đi ngủ rồi, sáng 5-6 giờ dậy rồi, và lưng rất là đau tại vì lâu rồi đâu ngủ chiếu đâu. Có một cái care package, không có sữa tắm, phải tắm bằng xà bông. Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no lucky charms.
Xong rồi à giặt đồ nữa, em kiểu quên mất là phải tự giặt đồ. Sau này nhiệm vụ của ông em ước gì em quay cái lúc mà giặt đồ á, buổi chiều á, nắng nó vào á, xong rồi nó đánh lên nước á, xong rồi nó phản chiếu lại trên tường đẹp lắm. À mấy hôm này mưa ghê lắm, cũng ghê lắm luôn á. Em kiểu toàn cứ rú mình không à, em sẽ nghe nhạc xong đi quay phim một vòng, em đọc sách ở một cái chỗ khuất nào đó, xong buổi chiều em sẽ ngồi ra dưới cây phượng xem sẽ khóc. Xong có mấy hôm kiểu em đi dạo tối nha, đi dạo xong rồi tự nhiên em tới một cái khúc, xong rồi nguyên một cái bầy mấy con chó này nè sủa ầm lên, xong rồi sấm đánh cái đùng một cái, trời em sợ hết rồi, em sợ mà em đứng chết chân ở đó một phút đồng hồ luôn, xem phải quay người lại, em quay về phòng em đi ngủ luôn, không nói nhiều, sợ vãi. Ôi mà sao em không phải đeo khẩu trang chú ạ? Không, chưa phải đeo, chị bị mẹ ở đây ai chả chết rồi. Vào cuối tuần này, trong vòng 24 giờ qua, Israel đã ghi nhận thêm 208. Cái này đẹp lắm. Tính ra là ở đó thiên nhiên đẹp phải. Bò. Em quay giống như là một cách để em hiểu về cái khung cảnh xung quanh và em những cái thứ mà chưa quen thuộc đó, thì em sẽ cố gắng em quay phim để em hiểu nó, em tiếp nhận nó. Nhưng mà em lúc đó em cũng không có đủ vui để mà em thấy nó kiểu wow, kiểu thơ mộng quá. Trong đó bệnh nhân 15.152 đến cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Mà càng ngày thì em càng cảm thấy là em bị cuốn vào cái hoạt động vào sáng sớm và buổi chiều của mọi người hơn. Buổi chơi đâu. Kiểu có rất là nhiều người đây, cả trăm người. Nó rất là nhộn nhịp. Vừa qua chính là ổn. Khi mà anh ở một cái trại tập trung mà anh được đối xử bình đẳng như nhau thì anh sẽ cảm giác giống như quay lại thời học sinh vậy. Anh nhớ hồi đi học á, mình kết bạn rất là dễ không? Và mình sẽ chơi trong cái nhóm bạn rất là lâu, mặc dù là không có quá nhiều điểm chung. Thôi mình định dòm theo nó mà lé luôn mẹ ơi. Như rau dền mình đâu ngon gì đâu mà. Rau dền thì ngon mà. Nó bị thuốc. Xịt dầu, xịt dầu. Xịt dầu. Em nhớ cái năng lượng nữ tính, em thích cái. Em thích ở gần phụ nữ nhiều. Và nhất là những người phụ nữ mà nhẹ nhàng á. À, thanh cứ đi không sao đâu, còn đang ngoài mà. Ở trên chuyến bay á. Nói chung là em thích ngủ trên xe rồi máy bay này kia, nên là em không có ăn mấy, trừ khi là nó rất là ngon. Ồ, hoàng bút rồi. Người nấu mì mà không biết. Bà Thanh thấy em mang được xong rồi, bà Thanh đưa cho em một nắm cơm, xong rồi muối mè, xong rồi ăn, xong nói chuyện. Xong em kêu là vậy, bà ở khu nào thì con đi theo khu đó với bà. Xong rồi em bán theo bà từ đầu tới cuối luôn. À thế rồi. Bọn em ngủ kế nhau nè. Buổi sáng dậy bọn em sẽ đi bộ với nhau. Xong bà sẽ chỉ mấy cái cây thuốc này kia người ta trồng á, ở trên đồng, xong rồi mọc dại này kia cho em coi. Bà sẽ nhắc em đi tắm, đi ngủ, đi giặt đồ, đi ăn. Bà lúc nào cũng không có em đi ăn hết. Bà Thanh làm nấu ăn ngon. Bà Thanh hồi xưa bán chè. Sau này bà Thanh hứa hết dịch là lên nhà nấu chè cho em ăn. Gần như là định mệnh luôn á. Em có thể ngồi gần bất cứ ai, nhưng mà em ngồi kế bà Thanh ở trên máy bay. Và em nói chuyện với bà Thanh lần đầu tiên là em biết hai bà cháu hợp rồi. Em kiểu em rất là thích phụ nữ già. Em cảm thấy phụ nữ già người ta vượt qua cái sự lố bịch của tuổi trẻ. Người ta không có sợ, người ta không có ngán ai. Em sẽ nhớ những lúc mà bà Thanh đọc thơ vậy, xong rồi bà Thanh hay đọc mấy cái bài thơ tình á, bà thuộc văn pháp luôn. Chắc lòng khi chuyện đôi ta hạnh năng
Mọi người có những cái cách khác nhau để mà chăm sóc nhau, cảm xúc đã tả khoảng thời gian quarantine rất là biết ơn. Chỉ có một chỉ nếu mà chỉ được dùng đúng một cái từ để tả thôi, ngay cả với lại rất là nhiều thứ tiêu cực diễn ra vào lúc đó mà tự nhiên mình có một cái khoảng thời gian quá là tách biệt so với cái cả cuộc đời của mình. Mình sống cuộc sống bình thường, sau tự nhiên cái mình bị mất đi ra chỗ này, xong mình được kiểu ở trong thiên nhiên, nó rất là healing, nó rất là ôm ấp mình đó. Đồ. Một cái thời gian mà cách ly ở Mỹ rất là dài, em không đi ra ngoài bây giờ, kiểu em không nói chuyện với ai mới, kiểu em không có một người bạn mới nào trong vòng 2 năm vừa qua. Rất là nhiều người tốt với mình, dù là họ không có trách nhiệm nghĩa tốt với mình hết. Em tự nhiên cảm thấy có hứng thú với lại cuộc sống, với lại nói chuyện với mọi người trở lại. Trang. Sau này em chơi với lại 4 đứa con gái, chơi với lại Trang, Hằng, Ngọc, Trâm. 4 bạn đó, ai em cũng có thời gian nói chuyện rất là nhiều, hiểu về tụi nó cũng nhiều. Trâm rất là vui vẻ, xong hoạt bát. Ok. Xong rồi Ngọc em vô luôn đi. Ngọc thì rất là quyết liệt, nhưng mà rất là quan tâm và rất tốt. Xích lại xíu thôi cũng được, mà coi chừng tại vì cái chỗ đất đó nó gập gần lắm. Hằng thì rất là thú vị, nhẹ nhàng. Kiểu em nghe giọng của Hằng thôi là kiểu có những cái giọng của nó dịu dàng nghe đã lắm. Giọng nó cao và trong á. Chả thôi được rồi chú. Hai đứa hai trái đi. Dạ, rất cảm ơn chú nhiều ạ. Em còn em. Còn Trang thì Trang cười rất là dễ thương, xong rồi Trang kiểu nói chuyện một cách rất là vô tư, là hồn nhiên. Dude, dễ thương quá, đúng xinh luôn á. Rất là vui. Có thời gian biết từng đứa một. Cái kỷ niệm em nhớ nhất với lại cái đám con gái này em chơi thân rồi. Một lần ba đứa em đi ngang qua ba và cô, xong rồi ba đứa đang đi và nói chuyện gì vui lắm, xong rồi tự nhiên cái thấy ba bà cô ngồi thẳng hàng rồi cũng đang thì thầm nói chuyện, xong rồi nhìn bọn em, xong tự nhiên lúc đó em nhận ra là trời ơi, sau này mình sẽ là ba bà cô như thế này, sẽ không còn gì chân teo tóc, sẽ cơm áo gạo tiền, không có vô tư như vậy nữa, không có cái lả lơi như thế này được nữa. Xong rồi em chỉ nghĩ là qua cái lúc này nó nhiều năng lượng và nó nhiều nhiệt huyết và nó trẻ quá, và nó làm cho em muốn làm rất là nhiều thứ, thử rất là nhiều thứ, và làm cho em muốn kiểu chơi rất là hết mình á. Có một bài thơ rất là hay tên là We Are Gone của David Baker hay gì, nó nói về cái sự nóng và cái sự chuyển động á của tuổi trẻ. Cái khoảng thời gian ở đây làm cho em hiểu cái bài thơ đó. Hồi xưa em đọc, em không cảm nhận nó rõ rệt như là sau cái thời gian ở đây đâu. Em kiểu hiểu ra rất là nhiều thứ. Đến khoảng tầm ngày thứ 5, thứ 6 thì em bắt đầu bắt chuyện với lại một thằng như này tên là Hiếu. Nó là đứa duy nhất bằng tụi em ở trong cả trại luôn. Xong rồi khi mà nó chơi thân với em thì nó rủ em, tự nhiên có một hôm nó kêu là ê lại đây quay phim không, xong rồi em hỏi quay cái gì, xong nó kêu mấy ông đang tổng vệ sinh. Rồi em nghĩ là trải nghiệm mặc dù là nó khá là vô thưởng vô phạt, nó khá là lãng xẹt, không có gì hết, kiểu không phải lén lút gì hết á, nhưng mà đâu phải lúc nào cũng vào nhà vệ sinh nam một cách đường hoàng chính chính vậy đâu, đúng không? Khoảng đến tuần thứ hai em bắt đầu hay qua phòng nam chơi, chơi với lại mấy đứa này, trong này có mấy anh lớn hơn, xong rồi có cả mấy đứa nhỏ hơn, mà chơi với mấy đứa con trai rất là vui. Em rất là thích nghe bọn con trai nói chuyện, rồi bọn nó nói chuyện chen chúc nhau như là
trai đó, nó nói nhiều hơn con cái nữa, nó nói như là pháo nổ vậy, nhưng mà giọng thì cứ đều đều nghe lại bảo ơi rồi sao nói trước để nghe bóng mách. Bọn nó cái gì cũng đùa được, cái gì cũng cười, cái gì cũng dở. Sau đó thì em chơi thân với lại Hiếu, với lại Thiên, với Bảo, với lại anh Hùng. Dần dần thì bọn này bắt đầu chán quá rồi, bọn nó bắt đầu mua cờ, lại cờ, mua vật cầu lông. Và thế là chiều nào mà gió lạnh em cũng đi chơi cầu lông hết. Chơi cầu lông với anh Sơn, anh Tài. Kiểu em chơi dở là dở, chơi dở nhất trong mọi người, tay em yếu. Mà mấy anh đó vẫn chịu đánh em, trời đỡ em quá trời luôn. Sau rồi sau này anh Sơn kêu đánh tiến bộ, trời ơi sướng quá trời. Lúc chơi thể thao con trai nó vui mà nó có dụng lắm, những lúc khác thì không có một cái lợi ích gì hết, nhưng mà lúc chơi cầu lông thì rất là vui. Em nghĩ là lúc mà em về Sài Gòn em vẫn kiểu mơ thấy được chơi cầu lông với mọi người, kiểu em bất lực lắm, kiểu mấy ngày đầu về Sài Gòn em ăn không có ngon luôn á, quân đội nói không mất lòng mấy cô chú chứ đồ ăn nấu ngon hơn trong quân đội nhiều, nhưng mà ăn không ngon mà tại vì không được chơi cầu lông. Có những hôm bọn em chơi cầu lông tới kiệt sức luôn, có hôm em bực á, xong em chơi cầu lông 4 tiếng đồng hồ luôn, xong rồi cái áo em ướt, xong rồi mấy anh kêu cởi áo ra luôn đi, xong em kêu nhưng mà em chưa có cạo lông nách, xong rồi cái mấy anh kêu thôi không sao đâu, em ở đây có ai cạo đâu. Kỷ niệm em nhớ nhất sẽ là chắc là với thằng Hiếu, tại vì em thân với nó nhất. Thật ra là em vẫn nhớ nó như một người bạn rất là đặc biệt, tại vì bọn em có nhiều cái kỷ niệm mà em nghĩ là bạn bè sẽ khó thể nào mà có được với nhau. Đến bầu trời sao bọn em hay ngắm với nhau buổi đêm, một chút đêm nào em với nó cũng đi ngắm sao xong rồi rồi đó. Mà sau 21 ngày thì phải về thôi. Em nhớ cái ngày cuối thì mà nó giống như là tour lại ngày đầu tiên, cũng là em ngồi trên giường kế bà Thành, xong cũng là mấy cái vali đóng, xong cũng là trời nắng chói chang như là ngày đầu tiên tới chạy. But every time I close my eyes, I just see it raining in big lights. Just stop making this hurt and say goodbye like you mean it. Or stop trying on this hurt. Just say goodbye like you mean it. Còn mấy đứa gái thì chắc chắn là ví dụ như Hằng còn ở Sài Gòn, em sẽ đi chơi với nó, thì chắc chị em sẽ gặp lại nhau. Những cái kỷ niệm nó đẹp như thế nào thì nó cũng chỉ diễn biến đến một cái mức nào đó rồi thôi. Mà thôi, nhưng mà cảm ơn mọi người đã nhìn xem khoảng thời gian rất là đẹp của tuổi 20 sau khi tốt nghiệp đại học. Với những người ở Minh Xuyên thì chỉ mong là mọi người vẫn ổn và vẫn đang vui vẻ trong giãn cách xã hội. Con ngồi kia hình như mà nó không tìm được những đời của nó. Chứ một khoảng gì nhất định thì nó sẽ tự thay đổi với tính nó. That is coming over me now. Đổi dáng đi vợ, đổi kiểu đi, đổi kiểu đi. Bây giờ nó là biến, bây giờ còn với những bạn vừa vào phải vào cách ly hay là đang cách ly thì các bạn cứ yên tâm rằng mọi thứ sẽ tốt lên và bạn sẽ có rất là nhiều kỷ niệm đẹp, và hãy làm quen cởi mở với lại mọi người khi có thể, tại vì bạn sẽ không có hối hận gì những cái kỷ niệm đó đâu. Sim 2021. Ok rồi em chụp nha. Thank you.